Trong lúc phỏng vấn, nhà tuyển dụng thường sẽ tìm hiểu xem bạn là ai, có năng lực gì, và không có để trả lời những câu hỏi có sẵn trong lý lịch. Nhưng trên thực tế, một cuộc phỏng vấn sẽ không bao giờ dừng lại ở đó. Lúc phỏng vấn, bạn có nên uống ly cà phê họ mời, có nên hành động thân thiện? Khi được hỏi thì cần phải nhìn vào ai để trả lời. Trong video lần này, tin tức sự kiện sẽ chia sẻ những kỹ năng phỏng vấn xin việc hết sức cần thiết mà mỗi người nên trang bị cho mình trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với các lãnh đạo tương lai của bạn. Lưu ý đầu tiên mà các bạn nên nhớ là ngoài nước lọc, nếu được mời uống thêm cà phê, bạn hãy từ chối. Một ly cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo, nhưng hãy uống trong bữa sáng trước khi rời nhà hoặc trong phòng chờ của văn phòng trước khi được mời vào phỏng vấn. Việc được mời uống một ly cà phê tại cuộc phỏng vấn đôi khi chỉ là phép lịch sự xã giao của các lãnh đạo. Cho nên bạn hãy khéo léo, từ chối để họ không phải mất thêm thời gian chờ bạn nhâm nhi ly cà phê. Lưu ý thứ hai, đừng ngồi xuống trước khi được mời. Đừng vội vàng ngồi ngay vào ghế khi người ta chưa mời bạn ngồi. Và một khi đã ngồi xuống thì hãy cố gắng giữ tư thế thẳng lưng và điềm đạm. Đừng e dè ngồi nép mình trên một mép ghế hay để vai buông thõng và mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng. Như thế, họ sẽ không bao giờ sẵn sàng giao việc cho những người cấp dưới nhút nhát và thiếu tự tin. Và một điều lưu ý mà các bạn không nên bỏ qua là hãy ước lượng độ tuổi của người phỏng vấn bạn để có cách nói chuyện phù hợp hơn. Những thế hệ khác nhau sẽ có các cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Đoán được độ tuổi của họ sẽ giúp bạn gây ấn tượng bằng những câu chuyện phù hợp và dễ dàng cảm nhận được yêu cầu của họ trước ứng viên tiềm năng. Để có được kỹ năng này, bạn cần luyện tập ở nhà với ngay chính người thân và khách đến nhà. Tùy vào tính cách của từng người mà tập chọn lối nói chuyện dễ nghe và để lại ấn tượng tốt. Lưu ý thứ tư, khi trả lời phỏng vấn, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt các ban giám khảo. Trong một cuộc trò chuyện trực diện, ánh mắt chính là hình thức kết nối đầu tiên giữa người nói và người nghe. Nếu có nhiều giám khảo cùng phỏng vấn bạn một lúc, hãy cố gắng nhìn từng người khi đáp trả lại câu trả lời, thay vì chỉ tập trung nhìn người hỏi bạn. Chỉ khi nào hoàn thành phần trả lời của mình mới dừng ánh mắt về phía người hỏi. Tuy nhiên, đừng miên cưỡng đảo mắt liên tục, mà hãy cố gắng tạo ra ánh nhìn thân thiện và tự nhiên hơn. Lưu ý thứ năm, nếu các nhà tuyển dụng muốn thử trí thông minh của bạn với những câu đố mẹo mà bạn đã từng viết trước, thì đừng vội vàng tỏ ra rằng mình đã có ngay câu trả lời. Hãy để họ làm chủ trong phần thử thách trí tuệ và giữ chiến lược riêng trong đầu mình. Chuyển đấu trí để chọn ra nhân viên đối với các nhà lãnh đạo là không còn điều gì xa lạ. Thế nên, hãy biết phản ứng linh hoạt để chứng tỏ rằng mình không quá chậm chạp, cũng không quá khôn ngoan. Một nhân viên nhanh nhẹn nhưng biết vị trí của mình sẽ dễ được lòng nhà tuyển dụng. Lưu ý thứ 6, hãy lựa chọn trang phục sáng màu để đi phỏng vấn. Ăn mặc lịch sự khi đi xin việc là điều tối thiểu mà bạn cần chuẩn bị từ trước. Trong trường hợp không biết mặc gì cho phù hợp, thì tốt hơn hết là bạn nên lựa chọn trang phục sáng màu. Trong khi trang phục sáng màu tạo cho người đối diện ấn tượng nhẹ nhàng, thân thiện và năng động, thì trang phục tối màu thường gửi cảm giác quá nghiêm chỉnh và khó gần. Lưu ý thứ 7, đừng bỏ qua những cử chỉ của đôi bàn tay bạn. Ngửa lòng bàn tay khi nói chuyện thường tạo ra sự chân thành trong lời nói của bạn. Trong khi úp bàn tay lên nhau và đặt trên bàn lại cho thấy bạn đang làm chủ tình huống được hỏi. Tuy nhiên, khi bắt tay với nhà tuyển dụng, đừng thả lỏng và hạ thấp bàn tay xuống. Đan các ngón tay vào với nhau là biểu hiện của sự bạn đang rất tự tin, không run sợ hay hồi hộp. Bỏ tay vào túi chứng tỏ bạn đang giấu điều gì đó. Và gỡ các ngón tay lên bàn cho thấy bạn đang mất bình tĩnh. Bạn không nên khoanh tay trước ngực, kể cả khi bất đồng quan điểm với nhà tuyển dụng. Hãy để ý những thông điệp từ đôi bàn tay mình, mà qua đó các nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng đoán được bạn đang nghĩ gì. Lưu ý thứ 8, cử chỉ ở đầu và vai cũng mang những thông điệp nào đó. Gãi tai, gãi cằm sẽ khiến bạn mất điểm ngay lập tức. Cúi đầu là tín hiệu của sự rụt rè, còn nghiêng đầu về phía trước lại khiến bạn trở nên dư thừa sự tự tin. Mắt nhìn lên trần nhà là biểu hiện của sự nhàm chán, còn đôi mắt chớp chớp liên tục đôi khi khiến cho nhà tuyển dụng có cảm giác bạn đang không thành thật. Đặc biệt, bạn không nên nhún vai và bĩu môi, bởi nhà phỏng vấn sẽ cho rằng
bạn không hiểu vấn đề, mất bình tĩnh và thậm chí là bất mãn. Lưu ý thứ 9, quan sát tính cách của nhà phỏng vấn để có những hành vi phù hợp. Khi bạn đang ở vị trí bị hỏi, nhưng không có nghĩa là bạn bị động trong mọi tình huống. Hãy thử đoán tính cách của lãnh đạo để dễ dàng tự tin trong cuộc trò chuyện. Nếu bạn đang ngồi trước mặt một con người điềm đạm, hãy trả lời những gì được hỏi và đừng kể lể dài dòng. Nhưng nếu đó là một người trẻ năng động, thì tốt hơn hết, bạn đừng im như khóc và thu mình một chỗ. Cách bạn đáp lại người phỏng vấn chính là yếu tố quyết định xem bạn có được nhận hay không. Do đó, bạn nên suy nghĩ và thận trọng trước khi trả lời. Lưu ý thứ 10. Những tín hiệu cho thấy bạn được lòng nhà tuyển dụng. Khi nhà tuyển dụng nghiêng đầu về phía bạn, cắt chuông điện thoại hay gật đầu và cười, chứng tỏ họ đã bị bạn thuyết phục. Một số lãnh đạo sẽ mời bạn vào làm việc ngay lập tức hoặc yêu cầu ghi riêng địa chỉ để liên lạc sau cuộc phỏng vấn. Đừng nghi ngờ gì nữa, bạn đã làm họ hài lòng. Và lưu ý cuối cùng, những tín hiệu cho thấy cuộc phỏng vấn của bạn đã thất bại. Nếu nhà tuyển dụng đề nghị dừng cuộc phỏng vấn giữa chừng, nghe điện thoại hoặc lật đống tài liệu không liên quan, điều này đồng nghĩa với việc bạn không gây được sự chú ý đối với họ. Một khi nhà tuyển dụng không đồng chạm gì đến mức lương hay chế độ của công ty, hay tối thiểu là địa chỉ liên lạc sau cuộc phỏng vấn, thì bạn không nên hy vọng nhiều. Những hành trang trên đây đã đủ cho bạn tự tin khi đi phỏng vấn chưa? Các bạn hãy nên ghi nhớ những điều này, vì đó là hành trang giúp cho cuộc phỏng vấn của bạn với các nhà lãnh đạo tương lai của bạn trở nên thành công hơn.